vô pháp còn chơi được không? Ở kia không thể làm gì có video này. Hợp lý. Xin chào các bạn, đây là Xem Đi Chơi Cờ Với Nắng. Phiên bản 13.18B vừa rồi có khá là nhiều bài bị nớp, bao gồm cả các sát thủ vô pháp nữa, chạy đi đâu được. Thế nếu bạn là fan sát thủ 20 mùa, hoặc là bạn vào game rồi vô pháp nó cứ chọn bạn thì chẳng nhẽ lại ngậm ngùi bỏ qua à? Không, đừng làm thế, vẫn cứu được nha. Để mình thị phạm một trận, chứng minh cho bạn thấy là vô pháp không hề phế. Nếu mà out top thì là do bạn phế. Đừng có mà giang hồ nha. Ok, vào game luôn nhé. Chiến luôn bài bị nấp ở trong lobby 3 lõi kim cương khi mà xưởng của JC được vote. Đủ uy tín chưa? Legend mình chọn cho trận đấu này là TF. Thật ra thì lúc chờ game ở sảnh mình nghịch Legend thử, xong rồi bấm nhầm qua TF cùng lúc tìm được trận luôn nên là mình chưa kịp đổi lại. Nhưng mà không sao, tạo độ khó cho game để đánh bóng cái lăng cho mình cũng được. Bạn mình tin rồi. Đồ khởi đầu sau 3 round quái của mình là một gậy phép, một giáp và một bếp. Xưởng của JC nên chắc chắn là 3 lõi kim cương rồi. 3 lõi kim cương đầu tiên của mình đều dùng được để hướng đến các bài khác nhau. Nhưng mà mình muốn tìm một cái lõi gì đột biến hơn nên là quyết định roll cả 3. Check qua một lượt lobby thì thấy không có nhà nào chơi vô pháp cả. Chốt bài luôn với vé trúng thưởng thôi. Không có tướng quá nhiều để đép ngoại trừ Sunny Dai, nên là mình chỉ để 3 chép vào sân đánh lose, giữ thêm chút máu. Gặp nhà 4 bắn tỉa với chiếc lõi hình nộm lãng du không thể ác hơn. Mình để thua 3 chép. 220 thì Irelia lên 2, bán hết các tướng không liên quan đến cái bài mình chọn đi, tích 10 tiền. Sau đấy là một trận thua đẹp một chép trước cái nhà tanh bằng 2 đấu sĩ và Zim 1 sao. Biết là không phải thắng round này nên là mình bán luôn Yre tích 20 tiền. Gặp nhà level 5 full 1 sao cứ ngỡ là sẽ đép được một chết cơ, nhưng mà không. Mình để thua full house cho nó cẩn thận. Đi chợ thì các mảnh đồ là váy, đai máu hay là găng đều khá là ít tiền nên là mình chọn lấy về Echo cầm bé. Tiếp tục Echo 30 tiền và chỉ để trên sân Echo với Gray. Hai trận thua full house sau đó đã đưa số máu của mình về con số 66. Oh no. Istan trận này là mộc nên là có thể dùng được nha mọi người. Đập đá một chút để kiếm cảm hứng. Thì mình nhặt về được một ít tiền để tích đủ số 50, thêm một cái cung nữa. Roll mấy lượt free thì mình lên được Echo 2 và hai con Piana, nhưng mà chưa kịp cho vào sân. Thế là đủ để thua hai chết vào 3.1 đấy. Vòng cho lõi tiếp theo. Tiếp tế trang bị sẽ là không cần thiết trong trường hợp này vì quá là hên xui. Kho báu chôn giấu cho đồ cũng tạm ổn vì carry của mình chưa có đồ. Chỉ có điều là sẽ phải chờ khá lâu. Mình roll cả hai lõi này và không thích lõi nào ngon cả, nên quyết định cuối cùng là một cái lõi đánh nhau giãn cách xã hội. Tiếp tục là một trận thua đẹp trước nhà Pintover khi mà Quiana của mình mới chỉ có một đồ và chưa lên 2 sao. Up cấp dần lên level 6 và hoàn thành chuỗi thua 8 với 38 máu còn lại vì lỡ gặp cái nhà Ionia level 7 nó đấm cho full house luôn. Đi chợ nhặt về thêm một mảnh kháng phép để tí nữa lắp huyết kiếm cho Quiana. Level 6 đã có 70 tiền, giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. À nhầm, giờ là lúc mình xả tiền và update đội hình. Roll rất nhiều với số tiền đang có cũng như là những lượt roll free từ lõi vé trúng thưởng. Mình update được full team 2 sao, có cả Modern Kaiser. Quiana thì đã ra đây có thứ 6, còn Echo thì có thứ 5 rồi. Trận thắng đầu tiên là trước nhà Pintover 4 bắn tỉa Flex đầu game mình gặp. Roll thêm một chút xuống còn 30 tiền ở 3.6 để kiếm đủ 4 vô pháp cũng như là giữ máu giữ chuỗi luôn. Và rồi mình gặp một nhà lối đi riêng khá yếu nên đã nâng số chuỗi thắng lên con số 2. Hai găng, một gậy và một BF là phần thưởng mà 5 con sói trong mình. Tiếp tục roll ở 4.1 xuống còn 25 tiền. Đang cố kiếm nốt con Quiana 3 mà thích đích nào Echo lên 3 trước. Cho nó luôn clip tiếp là kiếm súng để gánh kèo con Quiana nha các bạn. Round này thì mình gặp một ông level 8 đánh cái gì lộ xà lộ xộn không biết nữa. Nhưng mà chỉ biết là yếu hơn mình thôi. Mình có chuỗi thắng 3. Lõi công nghệ cuối cùng với vương miện vô pháp đập ngay vào mắt nên là các lõi còn lại mình không thể đọc luôn. Gray bị nớp nên là bỏ nó đi là hợp lý rồi. Ấn vô pháp sẽ được dành cho Modern và bàn tay là đồ cuối cùng cho Echo. Chưa dừng lại ở đấy, mình roll mạnh xuống còn 10 tiền và bắt được Quiana 3 sao, Kata thứ 7. Tiếp tục thì cộng 1 chiến thắng vào giỏ hàng trước cái nhà bắn tỉa đang xoay nên là toàn 1 sao. Đập lên ngọn lửa Widget, choáy tiếp thôi sợ gì. Nhà bắn tỉa này với Aphelios 2 sao 3 đồ nên là họ đang định Echo lên 8 đấy. Nhưng mà tanh 1 sao là quá mỏng, cộng với việc là vô pháp team mình luôn ra sau lần hỏi đội bạn nữa. Chiến thắng thứ 5 của ai ấy nhỉ? Bà nhất nha. Hai carry chính đã full đồ nên là giờ mình sẽ nhặt đồ cho Kata hoặc là Modern nhé. Lấy về chiếc gậy ở vòng đi chợ thôi. Đến khổ với Man à, chưa đủ đâu, còn phải khổ với mình nữa cơ. Vừa nổ hũ đang thay form bài thì gặp ngay mình đập chút phát nhớ đời luôn. Thêm một chiến thắng nữa trước nhà lối đi riêng. Ông này đã update bài khá khá rồi, chỉ tiếc là carry vẫn còn 1 sao thôi.
Rao chim đồ lẻ cuối cùng còn mỗi cái găng nên là mình lắc crit cho Kata luôn nha. Vì nó cũng sắp lên 3 rồi, okay. Up level 7 luôn ở 5.1 để kích hoạt Noxus. Roll xuống còn 30 tiền thì mình lên được Katarina 3 và Mordor 2. Chinh phạt Ionia với Nila cầm ấn. Như cái giáo án trước mình vừa làm là cái bài mình gặp ở vòng này. Đối thủ cũng khá mạnh vì như trích dài từ đầu game. Tuy nhiên là vẫn đang chấp lõi kim cương nên chưa chấp chuỗi mình được. Check bài thì cái nhà tiên đang đòn con Cassante vào đầu Kata team mình. Run cái tay qua thì là xếp nhầm nó vào cho con Eco. Hai con mất lõi ba thua luôn cái nhà Sonia này canh thực sự. Điều mình sợ cũng đã tới. Mình xếp lại để Kata né Cassante đi, mà hắn ta thì lại xếp thẳng vào đầu Quyena team mình. Cassante với thần kiếm với Blue, hai sút đá Quyena ra chuồng gà. May mắn là mình vẫn còn rất là nhiều đam khác là Eco với Kata nên là vẫn giành được chiến thắng. Nhặt kiếm súng ở chợ để về thêm đồ cho Katarina. Mình up level 8 để kích mức 4 của đồ tệ thay vì là 3 Istan. 5.5 rồi mà vẫn có 6 nhà, 3 lõi kim cương anh em đánh căng quá. Cái nhà lối đi riêng này có vẻ vẫn hơi xui, gặp mình bị counter cứng. Silco ném chưa được bao nhiêu bẫy độc thì Quyena gạch cổ bố già luôn. Nila nhảy nhảy bị Eco gõ vào cái đầu. Mordor team bạn thì có Kata team mình chăm sóc khá kỹ. Phát này đấm đau đấy, tí đi cút luôn. Big update của nhà Ionia chinh phạt khi mà trứng nở. Hai đồ ánh sáng cộng với giáp chết và các tướng đều 2 sao khiến mình bị ngợp nhẹ. Round này mình thua rồi. Dòng ngàn tuổi cung cấp cho Katarina của mình thêm một chùy xuyên phá để hoàn thành nốt đã trang bị. Không có sai lầm nào nữa khi mà mình gặp lại cái nhà Exodia. Các tướng vô pháp team mình lần này đã kích đủ lõi cũng như là full đồ. Nhảy đẹp về phía sau chia nhau mà gặt từng mục tiêu thôi. Mình tiến nhà này lên bảng với cái top 5. 6.2 top 4 đã có chủ. Và dấu tích lần này của mình là ở nhà Afe bắn tỉa có con Cassante. Mình xếp Rek'Sai lên ô mộc để chịu đá. Quyena để về hướng Afe team bạn. Sau khi thấy ông này đảo đi đảo lại rất nhiều, mình bắt bài luôn. Chỉ được chơi đùa với mỗi Rek'Sai nên là chắc Cassante buồn lắm. Afe thì được chăm sóc khá kỹ với chiếc vòng đeo trên người Quyena. Carry nằm xuống, team bạn hết đam. Mình có lại được chiến thắng thứ hai. Điên! Quay đi quay lại không để ý cái ông Flex với chiếc lõi hình nộm lãng du đã lên được Seju 3 rồi, sợ thật. Ý mình là cái nhà top 3 cái sợ chứ mình thì không nha. Mình xếp thẳng Quyena về hướng carry team bạn để nhận đam. Katarina cũng được xếp cùng bên phụ đam luôn. Nhận đam khá sớm nên là Quyena đã nhảy ra sau làm gọi carry team bạn. Eco ở phía bên kia cũng dọn nốt mấy con lính tốt rồi quay lại chiến đấu với Seju 3. Con lợn này bị hai vô pháp team mình làm món lợn quay ngay cái round 6.3. Nhặt luôn có sai cầm bốc đồ ở chợ để tránh cho đối thủ nhặt được. Lần này thì mình chỉ gặp bóng nhà Ionia chinh phạt nên chiến thắng cũng khá dễ. Còn cái nhà đó thì gặp nhà Seju 3 tắt điện luôn. Cuộc chiến bây giờ chỉ còn lại hai nhà thôi. 6.6 vẫn là cách xếp cũ nhưng mà đổi chỗ Kata với Eco. Sau khi thấy đối thủ gom một đống carry bên này, Quyena thì vẫn làm tốt nhiệm vụ. Kata đánh chết cọc rồi mới dùng skill vào đám đông. Eco phụ đam, mình thắng mãn nhãn đấm đối thủ hấp hối 4 máu. Chưa kết thúc được vì còn rao dòng ngàn tuổi nữa. Lấy nó chiếc nó xếp về cho Mordor có đam tiếp. Rồi bằng tiền thừa còn lại thì mình lên luôn sân 2. Combat cuối cùng diễn ra khá là vất vả cho team mình. Gangplank bên kia random ra blue nên là ra skill sớm gây đam cũng như là giúp team bạn khá khống chế. Sen bên đấy cũng đã có đồ tanh thêm một tí. Quyena team mình cố gắng luôn ra sau hạ gục DJC. Sau đó cũng phải nằm xuống. Kata nhận đam của Zinx, team bạn tí thì gục. May mắn là clear hết các chiếc trên sàn, chỉ còn lại mỗi Seju. Báo cáp là có thật. Giờ mới là lúc Mordor thể hiện sức mạnh. Sen hất tung gây khống chế Seju. Mordor đập hai phát cấu hơn nửa máu rồi mới nằm xuống. Cứ tưởng là thất bại cho team mình nhưng mà không. Thời gian bù giờ đã tới. Queen đánh dấu kẻ địch cùng với những cú sút bóng 10 điểm của Milio giúp mình kết thúc trận đấu trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Chiến thắng top 1 không thể tuyệt vời hơn. Sau đây là tổng kết. Quyena vẫn là một bài chơi được nếu mà không có ai chơi cùng. Các lõi role nếu mà có thì sẽ rất tốt, bay như chim, vé vàng, vé trúng thưởng gì đấy. Và cuối cùng là phải thật bình tĩnh để giữ máu sao cho hợp lý nhé, chứ đừng cuống cuồng lên. Cảm ơn các bạn đã xem video và nếu mà các bạn có nhận xét hay là góp ý gì về trận đấu này thì nhớ là comment ở phía dưới nhé, mình đọc hết đấy. Chúc các bạn leo lên vui vẻ, bye bye.